bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Theo tin áp thấp nhiệt đới mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong vòng 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Về tác động của áp thấp nhiệt đới, khả năng thành bão. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, tương đương từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, biển động mạnh. Dự báo về tình hình nước dâng, sóng lớn. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 97 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và các bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Nội dung công điện 97 cụ thể như sau. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 17 tháng 9 năm 2024, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon của Philippines và vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 10 giờ sáng ngày 17, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h về hướng quần đảo Hoàng Sa và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tiếp theo. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, gây gió giật mạnh, mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới này còn rất phức tạp, dự báo có thể thay đổi cả về cấp độ gió, tốc độ di chuyển và hướng di chuyển. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Một là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng Thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó theo quy định. Hai là Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai có thể ảnh hưởng đến phạm vi quản lý của ngành, địa phương. Trong đó, tập trung triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển. Rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Tập trung bảo đảm an ninh tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, vận hành khoa học, an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, nhất là tại các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ, địa bàn trọng điểm, để sẵn sàng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Ba là Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, biết được kỹ năng ứng phó khi xảy ra thiên tai, nhất là sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt nhằm hạn chế thiệt hại. Bốn là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24/7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Năm là Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh. Nhận định về diễn biến áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, khoảng sáng ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông
vào ngày 18 tháng 9 mạnh lên thành bão, tức bão số 4, với sức gió mạnh cấp 8 khi di chuyển đến vùng biển giữa Biển Đông, khu vực Hoàng Sa. Đối với bão số 4, có thể xảy ra hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất, bão có khả năng di chuyển về phía khu vực Trung Trung Bộ. Nếu diễn ra theo kịch bản này, thì tác động của bão đối với khu vực trên sẽ có thể sớm hơn từ 1 đến 2 ngày, khoảng ngày 19 đến ngày 20 tháng 9. Kịch bản thứ hai, bão đổi hướng và di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi về phía khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nếu diễn ra theo kịch bản này, thì tác động của bão đến đất liền sẽ là vào cuối tuần này. Đề cập đến các lưu ý đối với cơn bão này, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, trước mắt cần chú ý về khả năng tác động của gió mạnh, sóng lớn trên khu vực phía đông của khu vực Bắc của Biển Đông, phía đông kinh tuyến 114, phía bắc vĩ tuyến 14. Theo đó, từ sáng 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào dông mạnh, gió mạnh cấp 7, tương đương 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, tương đương 75 đến 88 km/h. Biển động, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Đối với việc ảnh hưởng của bão đến đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tác động của bão vì nhiều khả năng bão sẽ có những thay đổi sau khi vào Biển Đông. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, vị trí hình thành của cơn bão áp thấp nhiệt đới hiện nay khá giống với siêu bão Yagi, bão số 3, cùng ở khu vực phía đông của đảo Luzon, Philippines. Tuy nhiên, điều kiện môi trường hiện nay không được thuận lợi như cơn bão số 3 Yagi mà nó phải chia sẻ lượng ẩm với cơn bão Pulasan đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì thế, khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới không mạnh ngay thành bão mà phải mất khoảng 1 đến 2 ngày hoàn thiện cấu trúc để có thể phát triển thành bão. Ngoài chịu tương tác với cơn bão Pulasan đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khi vào Biển Đông, trường dòng dẫn quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới cũng đang có biến động nhiều. Ngoài ra, vào khoảng sau ngày 19 tháng 9, còn có khả năng có khối không khí lạnh nhẹ đầu mùa từ phía Bắc di chuyển xuống. Tất cả những điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai khiến cho đường đi của áp thấp nhiệt đới sau sẽ là cơn bão sẽ phức tạp hơn nhiều so với siêu bão Yagi. Ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh, tất cả các mô hình dự báo hiện tại của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất cường độ của cơn bão này sẽ không mạnh như bão Yagi. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 123,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến cấp 7, tương đương 39 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 km/h. Sáng ngày 16 tháng 9, bão Bebinca đổ bộ vào Thượng Hải, Trung Quốc với sức gió lên đến 151 km/h ở vùng gần tâm bão. Do ảnh hưởng trực tiếp từ bão, Thượng Hải bước đầu ghi nhận một số thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Cụ thể, vào 7 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 9, cơn bão Bebinca đổ bộ vào Thượng Hải với sức gió tối đa gần tâm bão là cấp 14, tương đương 42 m/s, trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào thành phố 25 triệu dân kể từ năm 1949. Để đối phó với bão, chính quyền Thượng Hải đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ tuyến đường cao tốc từ rạng sáng ngày 16 tháng 9, đồng thời hủy toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ thành phố này. Các khu nghỉ dưỡng hay công viên giải trí như Disneyland cũng đã đóng cửa kể từ ngày 15 tháng 9. Ghi nhận hình ảnh thực tế sau khi cơn bão đổ bộ, sức gió thổi mạnh khiến nhiều cây lớn đổ rạp và bật gốc, một vài nơi ở Thượng Hải bị mất điện. Sức gió lớn cũng đã khiến cửa kính trên các tòa cao tầng rơi vỡ. Tang Jie, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Thiên tai Thượng Hải thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, Bebinca đã quần thảo quần đảo Chusan trước khi đổ bộ Thượng Hải. Bão không suy yếu mà đổ bộ với cường độ cao nhất. Theo Cục Khí tượng Thượng Hải, do nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, trong ngày 16, thành phố Thượng Hải có mưa rào và dông, lượng mưa rất lớn. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 9 giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút giờ Hà Nội, bão Bebinca, cơn bão số 13 của Trung Quốc trong năm 2024 đã đổ bộ vào Lâm Cảng ở phố Đông Thượng Hải. Khi đổ bộ, sức gió tối đa vùng gần tâm bão đạt cấp 14, tức 42 m một giây, tương đương 150 km một giờ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Bebinca đã vượt qua bão Gloria, trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Thượng Hải, Trung Quốc kể từ năm 1949. Cũng trong sáng ngày 16 tháng 9, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp theo màu. Sau khi nâng lên mức cảnh báo này vào lúc chiều tối ngày 15 tháng 9, các khu nghỉ dưỡng và công viên giải trí Disneyland ở Thượng Hải đã đóng cửa từ ngày 15 tháng 9. Toàn bộ các tuyến đường cao tốc ở Thượng Hải cũng bị đóng cửa từ 1 giờ sáng ngày 16 tháng 9. Hơn 600 chuyến bay đến và đi từ thành phố Thượng Hải đã bị hủy.
tàu phà qua lại Thượng Hải và đảo Sùng Minh, hòn đảo lớn thứ ba Trung Quốc và được coi là cửa ngõ vào sông Dương Tử, Trường Giang, đã ngừng hoạt động. Tính đến 0 giờ ngày 16 tháng 9, toàn thành phố Thượng Hải đã phải di rời hơn 414.000 người, đưa 811 tàu bè đến nơi trú ẩn. Hơn 2.500 đội cứu hộ gồm 56.000 người, 81 xe bơm di động và 415 kho vật tư chống lũ đã được chuẩn bị để chống bão. Trung tâm tài chính nổi tiếng của Trung Quốc đã phải ban bố ứng phó khẩn cấp với bão ở mức cao nhất, tức cấp 1. Tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tàu bè được gọi về bờ neo đậu tránh bão. Một số công viên ở thủ phủ Hàng Châu cũng thông báo đóng cửa. Chính quyền Thượng Hải và Hàng Châu đồng thời ra thông báo yêu cầu người dân không ra ngoài trừ khi cần thiết. Sân bay Ninh Ba, Chiết Giang cũng đã hủy 116 chuyến bay tính đến 22 giờ ngày 14 tháng 9. Chiều ngày 15 tháng 9, Sở Thủy lợi và Cục Khí tượng tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phối hợp đưa ra cảnh báo đỏ về thiên tai lũ quét. Trước đó ngày 14 tháng 9, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với nguy cơ lũ lụt tại thành phố Thượng Hải và các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy. Mưa lớn gây ra bởi cơn bão dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các khu vực phía đông nam Trung Quốc và mực nước tại nhiều con sông vừa và nhỏ dự kiến sẽ vượt mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã khuyến cáo ngăn ngừa tác động của lũ tại các con sông và khu vực đồi núi nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân. Ngày 15 tháng 9, Ban Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã phải cử thêm một đoàn công tác tới Thượng Hải hỗ trợ chỉ đạo công tác phòng chống bão. Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão Bebinca đã gây ảnh hưởng đến miền Trung và Nam Philippines vào ngày 13 tháng 9, mang theo mưa lớn gây ngập lụt, gió giật, làm cây cối gãy đổ, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 13.000 người phải sơ tán, gây thiệt hại cho ngành đường sắt và cơ sở hạ tầng của quốc gia này. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!